Chó hoang Dingo phần 15. Quá nửa đêm, khách hứa ra về, tà nhà chúc tất cả hạnh phúc, cả những bạn thân lẫn không thân của mình, cả bác thợ săn, cả Finca, cả bố, cả mẹ và cô Nadezhda Petrovna. Với Kolia, em nói: Kolia, chúc mừng bạn nhân dịp năm mới, mong bạn hạnh phúc và chúng ta hãy quên cái con cá ngu ngốc ấy đi. Em quyết định không nghĩ về cậu ta nữa. Nhưng đang đêm, Tanya lại sợ hãi tỉnh dậy. Từ đám bọ gậy mà buổi tối em đặt trên giá đã nở ra một con muỗi con. Cũng có thể đó là một con muỗi già được sưởi ấm trên bếp lò giữa đám bò gậy vừa mới sống lại kêu vo ve. Thật đáng sợ, con muỗi vo ve giữa một đêm đông khi mà lẽ ra nó không thể vo ve được. Tanya ngồi trên giường nhìn vào bóng tối lắng nghe tiếng vo ve ấy. Đó là tiếng đập của muỗi. Vậy mà tim em lại đập mạnh như tiếng mõ cầm canh của người gác đêm. Chẳng lẽ cái âm thanh thảm hại này lại có thể làm em sợ đến thế hay sao? Phải giết nó đi, Tanya nghĩ. Nhưng con muỗi chỉ vo ve một tí nữa rồi im hẳn. Tự nó đã chết. Tanya lại ngủ thiếp đi và buổi sáng em thức dậy vui vẻ. Mẹ đã đi trực ở bệnh viện, nhưng điều đó cũng không làm Tanya buồn. Lòng em thoải mái biết bao, người em nhẹ nhõm biết bao. Em cảm thấy như là mình đã mất trọng lượng. Đó là cái gì vậy? Em nghĩ, kỳ nghỉ ư? Hay có lẽ đó chính là tình yêu, thứ tình cảm mà Genia béo đã nói đến không chút ngượng ngùng. Ừ thì tình yêu. Nhưng hôm nay mình sẽ nhảy với cậu ấy ở dạ hội cây thông và mình sẽ đi ra sân băng. Mình sẽ không quấy rầy cậu ấy. Mình sẽ đứng ở đấy sau đồng tuyết cuối sân và chỉ nhìn xem họ trượt thế nào thôi. Có thể sẽ có một cái dây nào đó ở giày trượt băng của cậu ấy tuột ra. Nếu vậy thì mình sẽ tự tay buộc nó lại. Trong lúc rửa mặt và ăn sáng, Tanya vẫn nghĩ mãi về điều đó. Mặt em ngời lên, mỗi bước chân, mỗi cử động của cánh tay, em đều cảm thấy khác thường. Em mài giày trượt băng, thắt chặt dây lại, rồi ném một miếng đường lên tuyết cho con chó già để gọi nó đi theo. Con chó sục mõm vào khắp nơi để tìm miếng đường. Nhưng khứu giác của nó đã tồi nên nó không thể tìm thấy được. Tuy vậy, lần này con Tigre tội nghiệp vẫn ra đi cùng cô bé. Nhưng như sau này cái đầu óc già nua của nó đã nhận định, chuyến đi hoàn toàn vô ích. Suốt một giờ, họ đã uổng công đứng cạnh sân băng, bên bờ sông, nấp sau từng đống tuyết. Họ không gặp ai ở đây cả. Xung quanh trống trải, cảnh tượng nó nhìn thấy dưới sông thật đáng sợ. Từ mũi đất xa xa có dải tường bao phủ, một làn gió nhẹ lướt qua, chạm khẽ vào vách đá và thổi tung tuyết rơi xuống đất. Con chó và Tanya đứng như vậy khá lâu rồi quay trở lại. Nhưng ngay khi vừa bước lên con đường mòn phía sau nhà của những người đánh cá thì họ nhìn thấy Kolia. Cậu ta dìu Zenia, còn cô ta thì cúi gập người bỏ trên con đường đóng băng mà lũ trẻ con những người đánh cá thường đi trên đó. Trong tay, cả hai người đều có giày trượt băng. Tanya sẽ ngoặt vào một ngõ hẻm bên trái, rồi nấp sau một ngôi nhà, nhét đôi giày trượt băng vào trong đống tuyết. Còn Tigre ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn em. Nó không thể hiểu nổi em. Kolia đi lướt qua bên cạnh, không thấy gì cả, còn Tanya vẫn tiếp tục đứng. Còn Tigre khẽ rên lên ư ử, cẳng nó đã bắt đầu run. Nó nhớ lại mùi xương chim mà Kolia thường mang đến cho nó và lòng nó quặn lại.
Nó vừa kêu ăng ẳng, vừa nhảy ra khỏi ngôi nhà rồi lao theo sau Colia. Cậu bé quay ngoắt lại. Tigre, mày ở đây ư? Colia ngạc nhiên nói. Thế Tanya đâu? Tanya đi ra khỏi ngõ hẻm và đứng lại. Nấp nữa cũng chẳng ích gì. Mặt em đỏ ửng lên, ngay cả ngọn gió lạnh từ phía đông thổi về lúc sáng sớm cũng không thể làm màu da mặt em đỏ đến như vậy. Tigre, em nói, lại đây ngay. Colia chào Tanya và đi về phía em, vừa đi vừa vung vẩy đôi giày trượt băng. Bạn ra sân băng sớm thế à? Vậy mà tôi cứ nghĩ là bạn đi với Finca đến trường xem biểu diễn cơ đấy. Tanya đứng sững lại, quay mặt về phía khác và nói một cách kiêu hãnh, nhưng những lời em nói chẳng phục tùng em. Tôi không hề đến sân băng, bạn thấy đấy, tôi có mang giày trượt đi đâu. Finca nói với bạn đúng đấy, hôm nay chúng tôi cùng đi đến trường xem biểu diễn. Colia nhìn tay Tanya. Đúng thế, cả trên tay, cả trên vai cô bé đều không có giày trượt băng. Thật vậy hả? Hay thật? Cậu bé nói. Nếu thế thì Tigre, lại đây nào. Tanya kêu to. Không được thế, Tigre. Con chó già vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc dù mùi xương thơm ngon vẫn còn lẩn quẩn trong đầu óc nó. Nó ngồi cách Tanya một quãng, có lẽ suy nghĩ xem mình phải làm gì trong tình thế khó xử này. Rồi chắc là nhớ đến những việc riêng của mình, nó bèn lao vào trong ngõ hẻm, bỏ mặc hai đứa trẻ. Tanya cũng bước vội theo con chó, em vừa đi vừa cố gắng không ngoảnh lại phía sau. Không, mình sẽ không nấp sau những ngôi nhà và những đống tuyết để trốn Colia nữa. Tanya nghĩ thế khi đi trên đường phố. Mình sẽ không thắt dây giày trượt băng cho cậu ta và chẳng bao giờ cần làm việc ấy cả. Mặc dù Tanya mới sống trên trái đất này rất ít thôi và cuộc đời của em còn dài biết bao, nhưng em vẫn quyết định là trong cả quãng đời còn lại của mình, em sẽ không nhớ đến Colia nữa, em sẽ quên đi mọi ý nghĩ về cậu ta. Bởi vì trên đời còn có vô khối niềm vui khác tốt đẹp hơn và chắc chắn là nhẹ nhõm hơn điều đó. Những niềm vui đó trước kia em đã từng biết đến. Mới đây thôi, khi đi câu cá hồi ngoài sông, hay khi đứng trong hàng cùng các bạn, lắng nghe những âm thanh rộn rã của chiếc kèn đồng. Ngay cả lúc này đây, Finca cũng vẫn đang đợi em để xem biểu diễn ở trường. Các bạn cũ của em đang túm năm tụm ba bên cánh cổng trường rộng mở. Sau hết, em có thể chỉ nhìn xung quanh thôi, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ nhìn ngắm thành phố của mình. Thành phố nhỏ, nhưng cũng như em, nó gắn bó với bầu trời của em, với cánh rừng sẫm màu lá thông. Và mỗi khi mùa xuân đến, bầy chim đại bàng lại bay lượn trên cao ngắm nhìn nó. Giờ đây, vào mùa đông, thành phố cũng vẫn đẹp. Nó không phải hoàn toàn bằng gỗ, bến tàu bằng đá, trường học của em bằng đá, khu nhà mới xây để làm xưởng luyện vàng cũng bằng đá. Và có biết bao nhiêu con đường mới mở chạy từ rừng ra thành phố và lại từ thành phố vào rừng. Ở tít sâu trong đó ngày hay đêm đều có thể nghe thấy tiếng thở của những ống khói cao cao, đều có thể nhìn thấy làn khói mới mẻ phủ lên những ngọn cây tuyết tùng. Và có biết bao nhiêu ô tô đi qua thành phố với những bánh xe bọc xích để khỏi bị trượt trên tuyết. Rồi ông thợ hàn đồng già cũng đi qua thành phố và giao ở các ngã tư. Mạ hàn nào! Mùa xuân, ông thường vác thanh sắt của mình trên vai. Còn mùa đông thì ông dùng dây kéo nó trên tuyết và nó lướt đi, giảm nhẹ việc cho ông. Nó trượt theo ông như con chó. Cần gì thì được nấy, muốn lướt thì lướt, không muốn thì thôi. Chẳng nhẽ điều đó là xấu ư? Tanya nhìn ông thợ hàn đồng đang gõ thanh sắt, rồi xài những bước dài và nhanh hơn, chạy về phía cánh cổng trường rộng mở.
bọn trẻ đã tụ tập cạnh trường, nhưng có điều lạ là các em không đi vào trường mà lại đi ra. Lũ trẻ vừa chạy ngược về phía Tanya vừa hét, và mãi em không thể hiểu lời các bạn. Bão! Lũ trẻ hét lên, bão đấy, không có biểu diễn nữa đâu. Các bà mẹ, người quấn tròn trong những chiếc áo lông, túm lấy tay các con nhỏ đưa về nhà. Những em khác thì được bố đưa về. Cô Alexandra Ivanovna từ cổng trường đi ra, dẫn theo bé gái có đôi chân nhanh nhẹn mà Tanya thường gặp trên đường. Tay kia cô dắt một cậu bé, cậu này có vẻ không muốn đi đâu hết. Thấy vậy, Tanya bèn chăm chú nhìn xung quanh. Em ngước mắt lên và nhận thấy bầu trời đã bị chia thành hai màu rõ rệt, màu đen và màu xanh. Nửa bên trái bầu trời ở phía đông như một bức tường đen sừng sững. Ngọn cờ bay trên tháp canh của thành phố căng thẳng như một sợi dây đàn. Bão đã đến gần thành phố, nó đang ở trên cao, chưa hạ xuống mặt đất. Tanya nhìn không trung qua những kẽ ngón tay, không gian tối sầm và đông đặc lại. Bão rồi! Cô Alexandra Ivanovna kêu lên. Về nhà thôi Tanya, nhớ nói như thế cho tất cả các bạn mà em gặp. Nhưng Tanya không quay lại, em chạy đến gần cô giáo. Em không sợ bão đâu, cô bé nói. Em sẽ giúp cô giao em gái này cho em sẽ dẫn em ấy về nhà. Nhà em này xa đấy, ở tận bờ sông cạnh chỗ xà lan. Không sao đâu, em biết nhà em ấy mà. Thế thì em dẫn về nhé, còn cô sẽ đưa cậu bé này về. Có điều là em hãy coi chừng, phải quay về nhà nhanh lên. Em sẽ làm tốt tất cả, Tanya vội vã trả lời. Cô đừng lo, cô Alexandra Ivanovna ạ. Em nắm lấy tay em bé, rồi cả hai cùng chạy dọc theo một con phố. Ở đó mặc dù đang giữa trưa, nhưng các cánh cửa sổ đều đóng kín, và trong các ngôi nhà đều đã lên đèn. Hai em chạy nhanh, không dừng lại, nhưng gió ở các ngã ba đường cứ làm chậm bước chân các em. Đến bờ sông, từ trên cao, Tanya nhìn thấy chiếc xà lan đã bị tuyết phủ đến cột buồm. Còn bên phải là sân băng, lớp băng rộng và phẳng lì được tuyết rửa sạch bong. Trên hàng cột dọc đường biên, người ta treo những dây hoa làm bằng cành thông. Dây hoa lắc lư như những sợi chão trên một chiếc thuyền buồm lúc giông bão. Ở đằng xa, phía sau sân băng, trên dòng sông, trên những đỉnh núi chọc có những cơn lốc xoáy trắng xóa dựng lên như những bông hoa trên những thân cây mảnh rẻ. Không có ai trên sân băng, chỉ có hai bóng người nhỏ xíu nắm tay nhau trượt dọc đường biên. Tanya lao xuống dưới theo con đường mòn và chạy dọc bờ sông. Khi thì nhìn xa sân băng, khi thì nhìn em bé đang thở hổn hển vì phải chạy. Em dừng lại trong giây lát. Người trường mình đấy, em bé nói, sao chị không gọi lại? Nhưng thay vào câu trả lời, Tanya lại đặt tay em bé lên ngực mình. Em nghe này, tim chị đập mạnh không? Tai em lạnh cóng rồi, cô bé nói. Em thật chẳng nghe thấy gì cả. Đang có bão mà người ta lại trượt băng kìa, sao chị không gọi đi? Nhưng Tanya vẫn không trả lời. Em bé xốc em bé lên rồi mang vào ngôi nhà ở ngay bên bờ sông. Lát sau, Tanya lại đứng một mình trên ngưỡng cửa ngôi nhà đó. Em nhảy xuống thẳng băng phía dưới, rồi đi theo con đường nhỏ giữa những chiếc xà lan. Tuyết phủ ngập chân. Em đã quyết định là không việc gì phải vội. Em sẽ còn đi chậm hơn trên con đường khó đi này. Mặc cho bão tuyết thốc vào mặt em, thốc vào sân băng và những dây hoa làm bằng cành thông. Mặc cho bão tuyết phủ ngập dòng sông chất thành núi, em sẽ không vội vã. Em sẽ đi ra sân băng và nói với họ một cách cục cằn. Đã đến lúc các bạn nên tỉnh lại mà về nhà đi. Chỉ có điều là đừng nghĩ đến tôi đến đây để nói với các bạn điều đó. Tôi đưa một em bé về nhà và tình cờ đi ngang qua đây thôi. May cho các bạn là tôi nhìn thấy đấy, chứ hai bạn đều quên hết cả rồi.
Mà nếu không phải vì em bé thì cũng chỉ vì tôi thích dạo trên bờ sông này trước cơn bão thôi. Có thể các bạn không tin tôi, cái đó tùy các bạn. Nhưng các bạn thấy đấy, tôi đã đến đây một cách thong thả và bây giờ cũng sẽ đi chẳng vội vã gì. Tanya lẩm bẩm như vậy, nhưng mỗi lúc một sải bước nhanh hơn, cho đến lúc đôi chân như được chắp cánh, em chạy vùn vụt qua những chiếc xà lan lạnh giá, không khí ảm đạm rít ù ù trong tai em. Con đường nhỏ hóa ra là ngắn nhất, chẳng mấy chốc nó đã đưa em tới sân băng. Nhưng ở đây, Tanya không gặp ai cả. Em đưa mắt nhìn quanh bờ sông mờ mịt tuyết, và bỗng nhiên em nhìn thấy Colia gần như ngay dưới chân mình. Cậu ta ngồi trên tuyết bên cạnh những cành thông đã bị gió thổi rơi xuống đất. Còn Xenia ngồi cạnh cậu ta, bóng tối đã lan dần đến. Tanya lấy ngực rẽ những cành thông. Các bạn mù cả rồi sao? Em nói với Xenia, sắp bão rồi, cô Alexandra Ivanovna bảo tất cả về nhà đi. Nói xong, em mới nhận thấy rằng chẳng cần nói điều đó, Xenia cũng đã sợ hãi rồi. Mặc dù hai má đỏ bừng, nhưng toàn thân cô bé run lẩy bẩy. Có chuyện gì vậy? Tanya lo ngại hỏi. Tất cả chỉ tại Colia, Xenia vừa nói vừa run. Cậu ấy cứ muốn trượt băng cùng với mình, nhưng mình sợ, ở đây gió lắm. Sao cậu nói dối thế? Colia nói. Thế không phải cậu thích trượt băng buổi sáng hay sao? Thế không phải cậu đã nhờ Finca nói với Tanya là sáng nay bọn mình đến đây hay sao? Xenia giận dữ trả lời. Nhưng Tanya không nghe ai cả. Em lo lắng cúi xuống nhìn Colia. Mặt Colia tái nhợt, cậu tì vào chân, không đủ sức đứng dậy. Cậu đi đi đồ ngốc, cậu nói với Xenia. Cả hai người cùng đi đi, tôi ở lại một mình. Xenia vẫn chưa hết run. Mình về nhà đây, cô bé nói. Tanya nắm lấy vai cô bạn, khẽ quay về phía thành phố. Đi đi, em nói. Nhưng hãy ghé qua nhà Finca và nói là bọn mình ở đây, mẹ mình không có nhà. Không, không, mình về thẳng nhà đây, mình sợ lắm, sắp bão rồi. Rồi Xenia vừa chạy đi vừa lấy tay che mặt cho khỏi gió. Tanya ngồi xuống tảng băng trước mặt Colia và buộc lại dây giày trượt băng cho bạn. Bạn bị thương à? Bạn ốm à? Em hỏi. Cậu lặng thinh. Tất cả xung quanh tối sầm lại, cả sông, cả băng và cả bầu trời. Ngón tay Tanya lạnh cóng, thỉnh thoảng em lại kẹp chặt bàn tay giữa hai đầu gối để sưởi ấm. Colia cố gắng không rên rỉ. Tanya chìa tay cho bạn, cậu đứng dậy và lại ngã xuống tuyết. Bạn bị gãy chân rồi hay sao? Tanya sợ hãi hỏi. Không, Colia trả lời. Mình chỉ hơi bị bong gân một tí thôi. Cái con bé Xenia ngu ngốc này hoàn toàn không biết trượt băng. Rồi Tanya nghe thấy tiếng cười của Colia. Trong lúc này, lẽ ra không nên cười như vậy một tẹo nào. Có lẽ cậu ấy cười em, cười nỗi lo sợ của em cho tính mạng cậu ấy chăng? Có lẽ đó chỉ là một trò đùa dối trá, chân cậu ấy tuyệt nhiên không đau. Nhìn lên đường xem kìa, cậu vừa nói vừa cười. Con Chikro đang ngoạm giày trượt băng của cậu mang đến đây đấy. Mình cũng đã nghĩ là cậu giấu nó ở đâu đó mà. Tanya nhìn lên đường. Đúng vậy, con Chikro đang chạy qua sân băng, kéo theo đôi giày trượt. Nó đặt đôi giày trượt dưới chân Tanya và ngồi xuống bên cạnh em, đợi cảm ơn. Em đưa bàn tay rát cóng lên vuốt ve bộ lông ướt lạnh của nó. Nhưng bây giờ em cần giày trượt làm gì? Và con chó lấy đôi giày ở đâu ra? Chắc là nó đã lôi đôi giày từ trong đống tuyết ra. Nó kéo đôi giày trên đường, sợ hãi khi thấy có người đi qua. Gió đã đẩy nó vào trong tuyết. Chắc là nó đã kéo đôi giày đi rất vất vả. Nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ em không cần giày trượt băng nữa. Mình phải làm gì đây?
Em nói, mẹ thì không có nhà, không có ai ngoài con Tigre. Nhưng nếu cậu không đi được thì mình sẽ dìu cậu đến chỗ những người đánh cá, chứ ở lại đây thì không được. Cậu không biết bão tuyết chỗ chúng mình như thế nào đâu. Mình không sợ bão của các cậu, Colia bướng bỉnh trả lời. Còn nếu cậu nghĩ là mình sợ con sông sâu của các cậu nên không dám xuống nước để cứu lũ mèo con bất hạnh thì đấy là việc của cậu. Cậu cứ nghĩ thế nào cũng được, cứ đi đi nếu cậu sợ. Không, Tanya nói, mình không sợ bão, mình sợ cho cậu. Mình biết là nguy hiểm lắm và mình sẽ ở lại đây với cậu. Em ngồi xuống tuyết bên cạnh Colia. Em nhìn bạn với một vẻ dịu dàng mà em không muốn che giấu nữa, và gương mặt em ánh lên nỗi lo âu. Cậu bé cúi đầu. Mình cần phải về nhà, Colia nói, mình đã hứa với bố rồi. Mình phải làm gì đây? Tanya lặp lại. Em không nhìn Colia nữa mà trầm ngâm nhìn con Tigre đang run rẩy trong tuyết rơi. Sau đó em nhổm dậy, vui vẻ hơn trước. Bầu trời tụt xuống khỏi các dãy núi và trải ra như một màn khói trên các khe hẻm. Mảng đen phía xa đã dịch lại gần ngay sau các vách đá. Tuy vậy, cơn gió đáng sợ nhất vẫn chưa bay ra khỏi roi cát phía xa, nơi có những tảng đá nằm rải rác. Và tuyết từ trên cao còn chưa đổ xuống, bão tuyết ập đến từ từ. Chúng mình còn thời gian, Tanya nói. Finca có chó, mà mình thì biết điều khiển xe có chó. Mình sẽ lùa chúng đến đây để còn kịp. Đợi mình ở đây, rồi mình sẽ chở cậu về nhà với bố. Chỉ có điều là đừng sợ nhé, con chó sẽ ở lại đây với cậu, nó không bỏ đi đâu. Tanya đặt con Tigre lên đống tuyết và cho nó liếm tay. Nó ngồi yên tại chỗ, sợ hãi nhìn về phía bắc, nơi ngọn gió đang thổi tung bụi tuyết và làm lay động rừng cây trên dãy núi. Tanya chạy lên bờ, đầu cúi xuống và lấy thân mình rẽ gió. Em chạy dọc trên dãy phố đã ngập đầy những đống tuyết cao. Tất cả các cánh cổng đều đóng kín, chỉ có mấy cánh cửa nhà Finca là còn mở. Cậu vừa mới trở về cùng cha trên xe cho kéo. Cậu đứng trên bậc thềm, rũ tuyết khỏi thanh trượt. Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy Tanya đứng thở hổn hển bên cạnh mình. Cậu sững sốt lùi lại. Lũ chó nằm trên sân bên cạnh cổng vẫn bị thắng vào xe. Người ta chưa kịp tháo chúng ra. Thành Kairu, cây gậy dài bằng gỗ tần bì, cắm xuống tuyết bên cạnh đó. Tanya chụp lấy thanh Kairu và ngã vào xe. Cậu làm gì thế Tanya? Finca sợ hãi kêu lên. Coi chừng đây, chúng dữ lắm. Im đi Finca thân yêu, Tanya nói. Mình cần phải chở Colia về nhà ngay. Cậu ấy bị sái ở sân băng. Mình đánh xe của cậu đi đây. Dọc theo bờ sông thì gần thôi. Em vung thanh Kairu lên, thét vào lũ chó bằng tiếng nanai, và lũ chó chở em ra khỏi cổng. Đến lúc Finca kịp nhảy từ bậc thềm xuống và xó chân vào thanh trượt tuyết thì xe đã ở xa. Nhưng em vẫn chạy theo Tanya và lấy hết sức kêu lên. Bão, bão rồi, cậu đi đâu đợi mình với. Nhưng Tanya không còn nghe thấy tiếng kêu của Finca. Cô bé cưỡi trên xe như một thợ săn thực thụ. Thanh Kaiwurơ cầm trong tay, em đánh xe rất giỏi. Thật lạ lùng, lũ chó lại nghe Tanya, mặc dù chúng không quen nghe giọng em. Finca đành dừng lại, gió thấp vào vai em và buộc em phải ngồi xuống trên thanh trượt, nhưng em không quay trở lại. Em ngồi một lát trên thanh trượt, suy nghĩ về những điều vừa thấy, về gió, về Tanya và về chính mình. Rồi sau khi em quyết định rằng mọi điều tốt đẹp cần phải có một phương hướng tốt chứ không phải là ngốc nghếch, em bèn quay ngoắt ra khỏi nhà, sang con đường xuyên qua rừng dẫn tới pháo đài, chạy ngược chiều cơn bão. Trong lúc Finca chạy, lũ chó của em đã chở Tanya đến sân băng một cách an toàn. Tanya đỗ xe lại bên cạnh Colia, gắng sức cắm thanh câu rơ dài vào giữa những cái cáng trượt. Ngay lập tức, lũ chó nằm xuống không hề hục hặc với nhau. Lảo đảo vì đau,
Julia đứng dậy một cách khó khăn. Tuy vậy, em vẫn mỉm cười. Thậm chí trên gương mặt rách cóng của em còn ánh lên vẻ hân hoan. Lần đầu tiên em nhìn thấy lũ chó bị thắng vào xe. Lần đầu tiên em được đi trên xe chó kéo. Quả thật, nghĩ ra cách này không xoảng đâu, em nói sau khi liếc nhìn chiếc xe kéo nhẹ nhàng được cặp bằng răng cá voi và nhìn lũ chó cọp đuôi đang nằm nhai tuyết. Lũ chó này không dữ như Finca thường khẳng định với mình. Bề ngoài trông cũng không khỏe lắm, chúng chỉ lớn hơn lũ chó Lulu của mình một tí thôi. Nhưng Tanya biết rõ hơn Julia tính hung dữ, tính rừng mãnh liệt và khát vọng tự do của lũ chó, nên không rời chiếc xe một bước. Em chỉ tạm thời rời nó trong khoảnh khắc để thận trọng đỡ Julia dậy và đặt cậu ngồi vào xe. Sau đó, em bế con Tigre đang còn run sợ lên, ôm chặt nó vào ngực, nhảy lên xe và đánh chó lao về phía trước. Động tác của em thật khó nắm bắt, nhưng đồng thời cũng thật chính xác. Cái nhìn của em thật sắc sảo khi hướng xuống lớp tuyết đã bắt đầu lao xao trên đường. Nhưng nó rụt rè biết bao khi hướng về phía sau, về phía Julia. Cậu có đau lắm không? Em hỏi. Cố chịu đựng nhé, sắp đến rồi, chỉ mong sao về kịp trước cơn bão. Cậu bé sửng sốt, trong đôi mắt ánh lên lo lắng dưới hàng mi dính băng vì gió táp và trong tất cả con người Tanya. Julia cảm thấy có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Dường như trên cỗ xe nhẹ nhàng do những con chó rừng kéo ấy, dưới làn tuyết buốt lạnh làm xây sát da mặt, cả hai em đang cùng nhau lao đến một miền đất khác, một miền đất mới mẻ mà em chưa hề nghe nói đến. Julia nắm lấy áo Tanya để khỏi ngã ra ngoài. Bão tuyết đã ập đến con đường, nó trút xuống thành một bức tường như một trận mưa rào, cuốn đi ánh sáng và rít ầm ầm như sấm giữa những vách đá. Đầu óc choáng váng vì gió thổi, Tanya nhìn thấy mờ mờ ảo ảo từ bức tường trắng này hình như có một con ngựa cố tách ra phi nước đại trên đường. Nó chở ai đi tránh bão vậy? Tanya không thể nhìn thấy được. Em chỉ cảm thấy lũ chó giận dữ lao lên đón đầu con ngựa này và em thét lên với chúng bằng một giọng man dại. Julia không hiểu tiếng thét của em, nhưng em thì em hiểu tại sao em lại kêu lên một cách đáng sợ như vậy. Lũ chó không nghe lời nữa. Tanya lắc lắc thanh Kaiura như lắc một ngọn giáo nặng và giang tay ra lấy hết sức cắm gậy xuống tuyết. Nó lún sâu xuống rồi gãy đôi. Tanya bèn quay lại và trong khoảnh khắc Julia nhìn thấy nỗi khiếp sợ trên gương mặt em, cô bé kêu lên, bám chắc vào xe. Em nâng con Tigre lên cao quá đầu và ném nó xuống đường. Nó vừa ngã xuống tuyết vừa kêu ăng ẳng. Sau đó, dường như đã hiểu là cần phải làm gì, nó vụt nhổm dậy và vừa giống lên vừa lao theo bầy. Nó vượt lên trước bầy chó, dường như tự nhận cái chết cho mình. Lũ chó đã nhìn thấy nó lao vọt ra khỏi đường và lũ chó lao theo nó. Con ngựa phi qua bên cạnh. Tigre thân yêu, Tigre tội nghiệp của tôi, Tanya nghĩ. Còn Tigre nhảy chồm lên mặt đất, nó chìm ngập và nghẹt thở trong tuyết. Có lẽ nó nguyền rủa những kẻ đã làm cho nó thành tàn tật, đã làm cho những cái chân của nó ngắn ngủn, cái cổ thì ngẳng và yếu ớt. Nhưng nó yêu cô bé ấy, cô bé đã cùng chơi đùa với nó khi nó còn là một con cún con, đã cùng lớn lên với nó và chỉ có một mình nó già đi, như thế liệu có công bằng không? Tanya áp sát người vào tuyết, lắng nghe tiếng kêu ăng ẳng kéo dài, tiếng thở khò khè của con chó, tiếng răng chó va lập cập át cả tiếng gió rít ù ù. Cỗ xe không còn gì kìm nữa, lao vụt đi, xô vào lũ chó lầm lạc rồi chồng lên, lật nhào. Tanya chộp lấy càng xe, dường như chớp vừa lóe lên trước mặt em. Mắt em lóe đi trong giây lát, sợi dây thừng buộc chiếc xe quấn phải một tảng băng nhọn, đứt ra với tiếng kêu như rắn rít. Và đàn chó đã được tự do lao vun vút đi trong bão tuyết dày đặc. Không một ai cựa quậy, cả Tanya nằm sõng soài cạnh chiếc xe, cả Julia vừa bị ngã sấp xuống, cả con Tigre đã tắt thở với cổ họng bị rách toạc
và cặp mắt hướng lên bầu trời bão tuyết. Tất cả đều bất động. Chỉ có tuyết và bầu không khí đang xê dịch một cách chậm chạp trên sông là chuyển động. Tanya ngồi nhổm dậy đầu tiên, em cúi xuống nâng cỗ xe lên, rồi lại cúi xuống đỡ Kulia đứng dậy. Việc bị ngã không làm em choáng váng. Cũng như trước, mọi cử động của em đều khó nắm bắt, mạnh mẽ và linh hoạt. Em bình thản phủi sạch tuyết trên mặt xuống, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì hôm nay. Kulia cũng đã đứng lên được. Chúng mình sẽ chết mất. Mình đã gây ra chuyện gì thế này Tanya? Cậu sợ hãi nói, và những giọt lệ rưng rưng trong khóe mắt cậu, nhưng chúng đông lại ngay, thậm chí không kịp lăn xuống hàng mi nữa. Kulia lại nghiêng người ngồi phịch xuống, và Tanya lại đỡ bạn dậy, cố gắng giữ cho cậu khỏi ngã. Em hét lên với bạn, Kulia, cậu nghe thấy mình không? Chúng mình sẽ không chết đâu, chỉ có điều là không được đứng nguyên tại chỗ, tuyết sẽ vùi mất. Cậu có nghe thấy mình nói gì không, Kulia thân yêu? Cần phải vận động. Tanya cố gắng trút tất cả sức lực ra, và hai em đứng dậy gần như ôm lấy nhau. Bão tuyết phủ lên hai em một đám mây che chở trong giây lát, rồi lại gầm lên. Tanya lấy chân đẩy cỗ xe lại gần hơn. Không, không, Kulia hét lên, mình không muốn thế, mình không cho phép cậu chở mình đi đâu. Cậu bé vùng ra, Tanya ôm lấy cổ bạn, hai khuôn mặt giá lạnh chạm vào nhau. Cô bé van xin, nhắc đi nhắc lại mỗi một điều, mặc dù em cảm thấy thật khó nói nên lời. Mỗi âm thanh thốt ra đều bị cơn gió bão táp thổi tắt ngấm trên môi em. Chúng mình sẽ được cứu. Em lặp đi lặp lại, lát nữa thôi, nhanh lên, cần phải chờ đợi. Cậu bé ngồi xuống xe. Tanya lấy khăn lau sạch chỗ tuyết trên mặt bạn, ngắm nghía đôi tay, chúng hãy còn khô ráo. Rồi em thắt chặt dây đôi găng tay lại, túm lấy đoạn dây thừng. Tanya kéo cỗ xe theo sau. Sóng tuyết nhấp nhô chặn đường em. Em vượt qua những lớp không khí dày đặc chuyển động không ngừng và bám chặt vào áo em, tựa cỏ may trong mỗi bước đi. Không gian tối sầm, đầy tuyết và không thể nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng, Tanya lại dừng lại, quay về phía xe, lay Kulia, và mặc cho cậu bé đau đớn rên rỉ, em vẫn bắt bạn phải bước đi 10 bước. Em thở một cách nặng nhọc, cả khuôn mặt em ướt đẫm, quần áo cứng lại vì một lớp băng mỏng phủ lên. Em đã đi như vậy hồi lâu, không biết đâu là thành phố, đâu là bờ sông, đâu là bầu trời. Tất cả đều biến mất, tất cả đều bị phủ trong màn trắng ấy. Và Tanya vẫn cứ đi, đầu cúi xuống, chân dò dẫm tìm đường, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng như trong những lúc trời oi ả nhất. Bỗng nhiên, em nghe thấy một phát súng đại bác. Em tháo mũ ra, lắng nghe rồi chạy tới chỗ Kulia và lại bắt cậu phải đứng dậy. Em kêu lên, những âm thanh thoát khỏi cổ họng một cách khó khăn. Tiếng kêu của em không to hơn tiếng tuyết lạo xạo. Cậu nghe thấy không? Trong pháo đài bắn đại bác đấy, có lẽ người ta phát tín hiệu cho bọn mình. Kulia yếu ớt gật đầu, người cậu càng đờ đẫn hơn. Tanya không dám để Kulia ngồi trong xe nữa. Em ôm ngang thắt lưng bạn, đặt tay lên cổ mình, rồi cả hai cùng lê đi. Cỗ xe bị bỏ lại sau. Hai em rẽ sang phía trái. Từ hướng ấy vừa vang lên thêm một phát súng nữa. Phát súng này to hơn và vang trên khắp con sông. Gió thổi tát vào ngực Tanya. Em thầm biết ơn là phổi còn khỏe để giúp em thở được trong trận bão khủng khiếp này. Đôi chân còn khỏe để đưa em tiến về phía trước, và đôi tay còn khỏe để giữ được bạn khỏi tuột ra. Nhưng đôi khi, nỗi sợ chợt ập đến trong lòng em trong khoảnh khắc. Những lúc ấy, em cảm thấy mình đơn độc trong thế giới giữa trận bão tuyết này.
Trong khi đó, cũng trong cơn bão tuyết ấy, các chiến sĩ biên phòng đang đi trên những thanh trượt tuyết ngược về phía Tania. Họ đi sát nhau thành một chuỗi xích dài trên bờ sông. Trong tay mỗi người đều có một sợi dây dài. Người sau nắm lấy mẩu đuôi sợi dây người trước. Họ đã được nối lại với nhau như vậy, và trên đời chẳng có gì có thể làm cho họ sợ cả. Cũng vòng tối ấy, cũng những tảng băng ấy, cũng những gò tuyết cao ấy hiện ra trước mắt họ như trước Tania. Nhưng không cần phung phí sức lực, các chiến sĩ dễ dàng vượt qua những gò tuyết ấy. Nếu gió mạnh quá thì họ gập người xuống sát mặt đất như cố gắng luồn qua dưới gió. Bằng cách ấy, họ đã đến gần chỗ Tania. Nhưng chỉ cách hai bước chân thôi cũng không thể nhìn thấy em. Trong bão tuyết, cô bé ấy vẫn có vẻ đơn độc như trước. Khuôn mặt phủ một lớp băng do mồ hôi đóng lại, và đôi tay dìu cậu bạn yếu ớt. Em vẫn nhích lên nhưng không còn sức nữa. Mỗi một đợt gió lại làm em lảo đảo, ngã xuống rồi đứng dậy. Một cánh tay chìa ra phía trước, và bỗng nhiên em cảm thấy dưới khuỷu tay mình có một sợi dây. Em cũng quyết túm chặt lấy nó. Có thể đó chỉ là mẩu dây buộc chiếc xà lan đã đóng băng ngay cạnh đó. Tuy nhiên, Tania vẫn vừa mân mê sợi dây vừa kêu lên: "Ai đấy? Cứu với!" Và bất thình lình, em đụng vào cái áo capot của cha. Trong bóng tối, không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể trông thấy được. Không phải bằng cặp mắt đã mở đi vì tuyết, không phải bằng những ngón tay đã cóng lạnh vì băng giá, mà bằng trái tim nóng bỏng của mình. Trái tim đã từng tìm kiếm người cha trên khắp thế giới lâu đến thế. Em đã cảm thấy sự gần gũi của cha, đã nhận ra cha ở đây, ở nơi hoang vắng, giá lạnh, bị thần chết đe dọa này. Trong bóng tối dày đặc, "Bố, bố ơi!" Em kêu lên, "Bố đây!" Ông trả lời con gái. Và khuôn mặt đã bị thay đổi nhiều vì đau khổ, và mệt mỏi của em bỗng đầm đìa nước mắt. "Cậu ấy còn sống!" Em vừa nói vừa đẩy cô Lia về phía cha, và chính mình cũng áp trán vào lòng ông, toàn thân run lên trong tiếng nức nở. Ông ngồi xổm xuống, giật vắt chiếc áo capot ra và quấn cho hai đứa trẻ đang áp sát vào người ông. "Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?" Ông cũng khóc, và trên khuôn mặt đã thay đổi nhiều vì đau khổ của ông, cũng như khuôn mặt Tania, lúc này ướt đẫm. Tuy vậy, có thể đó là vì hơi thở dưới chiếc mũ ấm áp của ông đã làm cho tuyết tan ra. "Finca đã chạy đến chỗ bố." Người cha nói, "Finca, Finca." Tania nhắc lại thật to, mặc dù Finca không có ở đấy. Họ ngồi bất động trong khoảng 2 phút. Tuyết từ trên người họ mỗi lúc một cao hơn. Bố giật mạnh sợi dây, từ bên phải, bên trái xuất hiện những chiến sĩ Hồng Quân, tay không rời sợi dây. Như những đám tuyết trắng, họ hiện ra trong bão tuyết và đứng lại gần hai đứa trẻ. Người đến sau cùng là chiến sĩ Hồng Quân trẻ măng, Frolov. Bão tuyết quấn khắp người anh, khẩu súng của anh đeo sau vai và mặt anh đầy tuyết. "Tìm thấy rồi," anh nói, "tôi đã nói là sẽ tìm thấy mà, không thể khác được." Các chiến sĩ vây chặt xung quanh đại tá và hai đứa trẻ, rồi cả đám đông quay về trong bão tuyết. Từ pháo đài còn vang lên một phát súng nữa.